Tường, cho Văn ngồi kế nha. Cảm ơn nha. Dưa quán cho sao lại cho Văn? Thì nghe nói mấy người thích ăn. Ai nói? Tào Thao. Cũng gần thi rồi, giữ gìn sức khỏe đó. Mà kỳ thi này bài khó thiệt, học cũng khùng luôn. Những gì? Văn ngạc nhiên khi thấy Tường chăm chỉ học tập á. Thì ngồi gần lớp trưởng mà, thì phải học thôi. Con ơi giang hồ coi ra gì? Ăn hết được thì ăn, không thì dục, tùy. Nè, Gì? tại sao chỗ của An còn trống mà mày không ngồi? Tao không thích ngồi bằng giữa khó ra vô lắm, thà ngồi bằng cuối đỡ hơn. Đợi cái gì? Đỡ bị chú ý. Mày nghĩ mày ngồi cạnh thằng Tường mà đỡ bị chú ý hả? Nè, trả lời tao. Mày làm cái gì vậy? Tao không thích mày ngồi gần thằng Tường. Tại sao? Tại vì nó là bạn xấu, chơi chung sẽ bị ảnh hưởng tới mình. Vậy mày nghĩ hành động mày vừa làm là tốt hả? Thực ra thì mày có giỏi thì làm vậy luôn đi nha, khỏi nói chuyện luôn. Ước gì em là Phan. Em nói vậy là sao? Em cũng muốn được anh che chở. Văn là bạn anh, còn Tường cũng là bạn cùng lớp chứ có phải kẻ thù gì đâu. Mà sao anh cứ nói đi nói lại chuyện của hai người đó vậy? Hay là anh không thích em đổi chỗ? Không phải. Vậy tại sao lúc nào anh cũng che chở cho Văn? Văn là đàn ông mà anh. Em thấy Phân đang yêu anh đó. Em càng ngày càng nói linh tinh rồi đó. Vậy anh giải thích sao về chuyện hai người ngủ mà nắm tay nhau?
sao chứ? Em đã lấy chìa khóa sơ cua trong chậu hoa ở cửa. Lúc vào phòng em thấy hai người nắm tay nhau. Trời ơi, em nói vậy anh cũng không biết giải thích sao luôn á. Tối qua Văn bị sốt, anh bắt buộc phải làm như vậy. Đó là cách của mẹ anh từng làm mà. Anh còn lý do nào dễ tin hơn không? Anh nói thật mà em không tin. Anh phải làm sao để vừa lòng em đây? Vậy anh ra ở riêng đi, không ở với Văn nữa. Anh im lặng, tức là anh không đồng ý. Vấn đề là anh không thể nào bỏ mặc thằng Văn được. Thôi được rồi, em hiểu tất cả rồi. Anh cứ về với Văn đi, và đừng bao giờ gặp em nữa. Nếu điều đó làm cho em thoải mái, mày uống bia hả? Ừ, uống không? Bây giờ tao có việc phải đi ra ngoài rồi. Mày cũng uống nhiều rồi đó, vô ngủ đi. Buồn tao ra. Kệ tao đi. Hôm nay tao muốn say. Mày tưởng mày uống say là mày có thể quên hết được hả? Cho dù đêm nay mày uống hết cái đống này thì sáng hôm sau mày cũng nhớ lại hết thôi à. Kệ tao. Vậy thì tao không đi nữa. Đêm nay tao sẽ uống với mày. Mày cũng phải đặt uống. Tao uống được đó nha. Ngon. Vì tao với mày uống hết đống này nha. Vô. Theo tao nghĩ, mày nên tìm cách xin lỗi Ngang đi. Không đời nào. Mày biết nó nói gì với tao không? Nó nói là mày yêu tao. Sao mày không giải thích? Không cần. Giải thích chỉ cho nó làm giá. Tới lúc An bỏ mày rồi, mày lại đau khổ nữa. Thật thách. An nó yêu tao lắm, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Dù sao mày bỏ đi như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Người ta cũng là con gái mà. Kệ đi, tao làm trận này cho biết, mai mốt khỏi ghen lung tung nữa. Nghỉ. Nếu như điều An nói là sự thật thì sao? Mày nói gì? Nếu tao nói tao thích mày thì sao? Mày nỗi sầu trong đêm vắng hòa cùng điều nhẹ sâu lắng cho
Nữa hả? Sao mày nấu hoài vậy? Mới hôm bữa giờ ăn nữa. Ăn đi, bớt ho. Tao có bị ho đâu. Cái tật của mày á, mỗi lần uống vô là ho chết bỏ. Ăn đi. Bột với củ năng do má tao mang lên đó. Của dì Tư hả? Dĩ nhiên người ta phải ăn. Tao với mày chơi chung bao lâu rồi ha? Có chuyện gì? Không, tại buộc mày hỏi vậy thôi. Tao với mày chơi với nhau chắc cũng hơn 10 năm rồi đó. Từ hồi cấp 2. Tao nhớ mày hay bị mấy thằng ở trong trường thay phiên nhau chọc ghẹo, có khi còn bị đánh nữa. Ban đầu tao cũng không thích mày lắm đâu. Con trai gì mà trắng hơn cái con gái. Suốt ngày chỉ biết học học học. Mà má tao còn bắt phải bên vực mày nữa. Chỉ vì mày là thằng chung sớm. Rồi sao hôm nay ôm lại chuyện cũ vậy? Sống sến vậy? Cũng nhờ chơi chung với mày mà tao mới vượt qua được mấy kỳ kiểm tra mà không cần phải học bài gì hết. Bạn bè chơi chung với nhau cũng lâu rồi ha. Ừ, giờ nghỉ chơi cũng còn kịp á. Đi học. Chuyện tới qua là thật hả? Nếu tao nói tao thích mày thì sao? Mày... Là chuyện gì? Mày... Là thật mà. Tao không nhớ gì hết. Là thật đúng không? Anh Nhật, anh đừng có như vậy nữa. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nghi ngờ anh với Văn. Vậy là em đã suy nghĩ thông suốt. Trong chuyện này, ai cũng có lỗi một phần. Đáng ra anh không nên bị trước. Anh phải kiên nhẫn với em hơn. Không, em đáng bị như vậy mà. Trong tình yêu, không ai đáng bị tổn thương cả. Em đừng tự trách mình. Chơi thân với nhau như vậy, hai người ở chung nhà sẽ tốt hơn. Vậy thì mai mốt em đừng có ghen tuông lung tung nữa đó. Em hứa, nhưng mà sau này kết hôn phải ra ở riêng đó nha. Chuyện đó còn phải nói nữa. Tốt nghiệp mỗi đứa mỗi nơi, có học chung ở đâu mà ở chung. Thì em lo xa, chứ sau này tốt nghiệp ba đứa ở chung nhà, ngại chết. Bậy. Vâng, rồi cũng chỉ là kỷ niệm bạn bè thôi. Còn em mới là người đi suốt với anh đến cuối cuộc đời này. Hiểu không?
Văn Ngọc cũng chỉ là kỷ niệm bạn bè thôi. Còn em mới là người đi suốt với anh đến cuối cuộc đời này. Hiểu không? Đôi môi tự dưng run lên, đôi chân ngập ngừng chẳng bước, tim đau thắt lại. Tại sao? Tại sao? Chẳng cần lý do, chẳng cần đáp án. Văn ơi, mày nấu gì trong bếp hả? Đứa coi, có sao không? Không sao đâu. Tao tối nay tao không ăn cơm nhà rồi mà. Mày nấu chi nữa vậy? Lúc nào mày cũng nói vậy, nhưng tối nào cũng về ăn hết trơn. Hôm nay khác. Ừ, tao quên mất. Hôm nay khác mà. Ê, mà tối nay tao qua nhà ăn ngủ nha. Trong nhà giúp, ba má nó về quê rồi. Ừ. Mà tự dưng á mày, tao cảm thấy ngại quá. Không có ai mà ngủ ở trần nhà. Có khi nào rồi con An nó ra mặt đường xanh với tao không? Ừ, chắc vậy. Mày bị sốt hả? Không có. Rõ ràng là nghe tiếng cục kịch mà. Đừng nói chuyện qua cảm luôn rồi nha. Chắc hành mình chảy mũi thôi ơi. Kinh nghiệm như mày vậy mà còn bị. Tao đi á. Sao chưa đi nữa? Tại sao mày ở nhà một mình? Tao đâu phải con nít 3 tuổi đâu. Nói đi đi. Tao sợ. Mày đi trễ tao mới sợ có lỗi với An đó. Nói đi đi. Ừ. Rồi có chuyện gì là gọi điện thoại cho tao liền đó nha. Tao nói có gì mày nghe không vậy? Biết rồi.